Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh giải trí Bobo TV Online. Hôm nay, cô bé Masa và chú mèo Kitty của chúng ta sẽ đi dự một buổi tiệc mùa hè. Nhưng mà bộ lông của chú mèo ta quá là dài và rậm rạp, nên trông chú ấy hơi xấu xí và bẩn nữa. Các bạn ơi, hãy giúp Masa cắt ngắn bộ lông rậm rạp ấy, rồi tắm rửa sạch sẽ và thay trang phục thật đẹp cho mèo để mèo cùng đi dự tiệc với Masa nhé. Bắt tay vào làm việc thôi các bạn ơi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ dùng lược chải và cắt ngắn bộ lông của chú mèo nhé. Phần trên đầu này, tiếp theo là phần lỗ tai này, bên má này các bạn ơi. Tiếp theo phần dưới mình nhé các bạn. Trên lưng của chú mèo này. Tiếp theo phần dưới chân này. Dưới bụng này. Tiếp theo lại là phần dưới chân này các bạn ơi. Bây giờ là phần lưng này. Sau một hồi được cắt tỉa thì bộ mặt của chú mèo của chúng ta trông có vẻ là sáng hơn rồi phải không các bạn? Phần đuôi này, wow, nhìn đúng là khác hơn rồi các bạn ơi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô bé Masa giúp cho chú mèo tắm rửa sạch sẽ nhé các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tắm cho nước cho chú mèo này, ướt bộ lông này. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cho xà phòng lên da cọ và chà sắp khắp người chú mèo nhé các bạn. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tắm lại với nước này. Bây giờ chú mèo của chúng ta đã sạch sẽ và thơm tho hơn rồi các bạn ơi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ lấy khăn lau khô cho chú mèo này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng máy sấy sấy khô cho chú mèo nhé các bạn. Bây giờ mèo nhà ta đã sạch sẽ, thơm tho và đẹp hơn rất nhiều rồi. Tiếp theo chúng ta lại dùng lược này chải lại bộ lông cho chú mèo. Xong rồi các bạn ơi, tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Tiếp theo chúng ta sẽ thay trang phục thật đẹp cho chú mèo để chú mèo nhà ta đi dự tiệc cùng với Masa nhé. Các bạn ơi, ta sẽ cho chú mèo thử bộ tiếp theo nào chú mèo ơi. Tiếp theo nào. Không biết nên chọn bộ áo nào để hợp với chú mèo đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thử nhé mèo. Nhìn như một cái áo thật là đẹp. Bộ này không hợp với chú mèo rồi. Ta xem lại nhé các bạn. Chú mèo Kitty của chúng ta có vẻ hợp với cái bộ áo màu hồng này phải không các bạn? Chúng ta lại tiếp tục tìm một cái nơ thích hợp cho chú mèo nhé. Màu tím này, màu hồng này, màu hồng này cũng khá là đẹp phải không các bạn?
để mình thử những cái tiếp theo coi xem nào. Wow. Wow, cái nơi này cũng khá là đẹp nè. Thật là quá nhiều những cái phụ kiện đẹp đây. Thì mình vẫn thích cái nơi này nhất. Mình chọn cái nơi này nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta lại mang giày cho chú mèo này. Lựa chọn một đôi giày nào thật là đẹp đây. Wow. Wow. Đôi này nhé các bạn. Đôi này sẽ đẹp với cái bộ áo mà chú mèo của chúng ta đang mặc này. Cuối cùng chúng ta sẽ lựa một chiếc nón thật đẹp cho chú mèo nhà ta nhé. Đây này. Wow, trông chú mèo thật là đáng yêu quá đi. Các bạn ơi, theo các bạn chúng ta nên chọn chiếc nón nào đây? Chiếc nón này được không các bạn? Trông chú mèo của chúng ta thật là đáng yêu, thật là đáng yêu quá đi. Chiếc nón nào cũng đẹp hết. Bây giờ mình cũng đang không biết phải chọn chiếc nào đây này. Hôm nay được không các bạn? Thì chú mèo nhà ta hiện tại thì đã khoác lên mình cả nguyên một cây hồng rồi đấy các bạn ơi. Giày hồng này, áo hồng này, cái nơ hồng này và một cả một chiếc nón màu hồng luôn. Như vậy có đẹp không các bạn? Hay chúng ta lại cho chú mèo đội một cái nón màu khác. Trong chiếc nón này cũng khá là đẹp, được không các bạn ơi? Như vậy thì chúng ta quyết định cho chú mèo mặc những trang phục này nhé các bạn. Nào bây giờ, bây giờ xong việc hết rồi các bạn ơi. Qua bàn tay khéo léo của Masa cùng mình với các bạn, chú mèo của chúng ta bây giờ trông đã khác hẳn rồi phải không các bạn? Sạch sẽ nè, thơm tho nè, trông thật là đẹp và đáng yêu phải không các bạn? Nào, bây giờ đã có thể dự tiệc rồi chú mèo đáng yêu ơi. Trò chơi đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. Hy vọng sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi, đăng ký để đón theo dõi thường xuyên hơn nhé. Kênh giải trí Bobo TV Online trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái trò chơi tiếp theo của cô bé Masa vào một cái ngày gần nhất nhé. Kênh giải trí Bobo TV Online chúng tôi sẽ ra video mỗi ngày để các bạn có thể cùng chúng tôi thư giãn và giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi nhé các bạn.